Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình cho các bạn xem cái video về xóa xăm hình xăm màu. Với các hình xăm đen trắng thì các bạn mình đã làm cho các bạn xem rất là nhiều các cái video thực tế về xăm đen trắng. Xăm đen trắng thì thực tế là nó sẽ xóa dễ xóa hơn là hình xăm màu rất là nhiều, bởi vì là với cái tiêm 1064 công nghệ Pico thì nó giờ nó cũng đào thải rất là mạnh, và nó mực đen trắng thì nó không có các dung môi nặng như là chì chiếc thứ, và nó dễ dàng đào thải hơn. Với các hình xăm màu thì nó sẽ lâu hơn với cả đen trắng tầm 4 đến 2 lần. Thì về cơ bản thì tất cả nó cũng sẽ sạch sẽ, nhưng mà với hình xăm màu thì nó sẽ đạt được độ 90-95%. Còn với đen trắng thì gần như là tỷ lệ nó sẽ đạt tầm 97-98%. Và ở đây thì mình đang xóa lần thứ tư. Đây là xóa hình xăm màu lần thứ tư. Hình đây thì cái trắng tinh thần nhưng nó hơi xấu, hình xăm màu đỏ, hồng và có cả màu vàng. Sau khi mình xóa xong thì nó lần thứ tư này nó đã giảm mờ rất là nhiều. Các bạn nhìn nó không bị sẹo gì đâu ạ. Nhìn này nó rất là phẳng, rất là phẳng mịn, không có gì cả. Một số chỗ nó sẽ mất sắc tố, thì mất sắc tố này thì các bạn biết rồi, nó xóa xăm màu bằng tia 532. Với ánh sáng tia màu xanh thì nó sẽ mất sắc tố nhẹ một chút, nhưng về cái này thì cơ bản mất sắc tố nhẹ này thì nó sẽ tự phục hồi. Với cơ địa bình thường thì nó sẽ hoàn toàn là sẽ phục hồi rất là nhanh, tầm 6 tháng, tầm 1 năm nó sẽ trở về sắc tố ban đầu. Ngay bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem về cái quy trình xóa hiện. Với cái xóa này thì mình sẽ là dùng tia 532 với công nghệ Pico bên mình công nghệ Pico Sure mình, và phải đeo kính. Nên là mình bắt các bạn xem nó sẽ được độ vài giây thôi, thì nó sẽ phát sáng ánh sáng xanh biếc, cho nên là nó sẽ rất là chói mắt và nó gây hỏng camera của mình. Cho nên mình sẽ cho các bạn xem một vài giây thôi, và sau đó các bạn sẽ chiếu vào em quay để chiếu vào của anh nhé. Ok. Bên mình hiện tại thì đang sử dụng công nghệ PicoSure và công nghệ Spectra. Với các dòng công nghệ để xóa riêng cho màu và xóa cho đen trắng. Ngoài ra ở bên cơ sở bên 217 Chu Khuê thì mình còn dùng thêm một cái công nghệ, đó là công nghệ Ruby Laser. Nó là công nghệ về chuyên xóa các màu sắc như là màu xanh lá cây và màu xanh cobalt. Xóa xăm này thì cũng có rất là nhiều các trường hợp mà các bạn xóa ở nhiều nơi khác nó không sạch. Nó cũng là nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất là xóa có dùng công nghệ tốt hay không này. Cái thứ hai nữa là có biết cách xóa hay không. Sử dụng bước sóng nó như thế nào, tần số nó như thế nào cho từng cái lần xóa khác nhau. Và khi đã mờ rồi các bạn sẽ khử tâm nó như thế nào. Đó là cả cái quy trình mà các bạn cần phải có được cái cách làm nó đúng thì các bạn sẽ đỡ mất nhiều thời gian đi lại này, và thứ hai nữa nó sạch hơn. Với những dòng công nghệ Trung Quốc thì mình khẳng định với các bạn là nó sẽ không sạch được. Nó chỉ làm mờ tầm 10-20% hoặc 30% thôi. Còn với các dòng công nghệ cao như dòng công nghệ Pico bên mình, hoặc là dòng công nghệ Spectra bên mình, hoặc là công nghệ Ruby mình đều là nhập Mỹ, cho nên là cái độ tinh khiết của laser nó rất là cao, nó hoàn toàn có thể phân tán được các chất mực và đi sâu vào trong da. Bên cạnh đó thì yếu tố về người xóa cũng rất là quan trọng, bởi vì khi mà các bạn là người xóa thì các bạn mà hiểu được chất mực về và độ nông sâu của mực ấy, thì khi đó thì sẽ có được cái lộ trình xóa tốt hơn, chọn bước sóng nó chuẩn xác hơn. Với một dạng gỗ than như bạn này thì xóa nó sẽ nhanh hơn các trường hợp kia, các trường hợp mà mực cốc dầu kia. Các trường hợp mực cốc dầu ấy thì bao giờ nó xóa thì tầm độ 8 đến 10 lần thì nó mới đạt được kết quả nó lên tầm độ 80-90%. Thế còn các loại mực gốc than này thì nó tỷ lệ nó sạch cao hơn, với cả nó cũng sẽ xóa nó cũng sẽ nhanh hơn. Mực gốc than là như
nào thì mình cũng trong lúc mình chờ đợi mì xóa thì các bạn mình cũng nói cho các bạn là một bếp than là một mà nó ít dùng dung môi, ít dùng các chất trì. Đấy, chính vì thế cho nên là nó dễ dàng và đào thải hơn. Nó dễ dàng nó bị các tế bào bạch cầu của da nó cuốn đi dễ hơn. Còn với các dạng mực gốc dầu thì nó sẽ các phân tử mực nó sẽ kết nối với nhau rất là chặt chẽ và nó làm gốc dầu, chính vì thế độ liên kết của nó rất là tốt. Nó không dễ dàng bị hòa tan, không dễ dàng bị đào thải. Nó kiểu như là các bạn dùng một cốc dầu luyên chẳng hạn, thì các bạn hay là dầu ăn chẳng hạn, thì các bạn đổ vào nước thì nó sẽ không dễ dàng nó hòa tan. Chính vì thế cho nên là nó sẽ cắt ra một cốc dầu nó sẽ khó xóa hơn. Các bạn hiểu nó ngắn gọn là như vậy thì nó dễ hơn. Có rất là nhiều bạn xóa xăm ở nơi khác mà nó không sạch được ấy, thì cũng có gọi điện hỏi đáp đến bên mình để tìm được câu trả lời. Thì mình khẳng định với các bạn là về xóa xăm này thì nó có hai vấn đề chính là như vậy: một là về công nghệ, hai là về cái kiến thức về mực. Đó là hai vấn đề là mấu chốt để tạo ra một cái độ trình xóa xăm nó sạch hay không. Ví dụ các dạng mực cốc than như này thì các bạn chắc chắn là sẽ phải sử dụng bước sóng nó ban đầu nó sẽ phải mạnh hơn. Đấy, còn dạng mực cốc dầu mà các bạn sử dụng mà bước sóng mà mạnh ngay từ lúc ban đầu thì nó sẽ bị sẹo, nó dễ dàng bị sẹo hơn. Bởi vì mực cốc dầu nó rất là bắt laser, và sau khi mà sử dụng bước sóng mà nó mạnh với cả cốc dầu thì nó sẽ gây nổ cái chân da dưới cái lớp biểu biểu của da, và nó dễ dàng bị sẹo. Vì thế cho nên là rất là nhiều nơi cũng sử dụng các dòng máy công nghệ cao đấy, nhưng mà nó vẫn là bị sẹo là chuyện là bình thường. Bởi vì sao? Thì không có cái nhiều kiến thức về mực, cho nên là họ không được đào tạo về kiến thức về các mực xăm. Bên mình tất cả các chuyên viên khi xóa xăm đều được training về các cái kiến thức về mực, và được các bạn đào tạo về cách nhận diện chất mực như nào là mực than gốc dầu, và như nào là độ phân sâu của mực như nào, và như nào là dạng mực đã bị loang, như nào là các hình xăm đã bị sẹo rồi, có nghĩa là như nào là cái hình xăm mà người thợ kém tay nghề kém có thể người ta đã gây sẹo trước rồi. Chính vì thế cho nên là trước khi xóa thì sẽ có được cái sự gọi là thống nhất thỏa thuận giữa khách hàng và bên mình. Có rất là nhiều trường hợp mà khách hàng đến đây thì nó đã bị sẹo rồi thì mình cũng phải nói với họ là họ xăm ở nơi nào đó đã bị sẹo rồi, và mình ra một cái phương pháp tốt nhất. Ngoài ra thì bên mình cũng có cách để khắc phục cái vết sẹo cho các bạn đã xóa xăm ở nơi khác, thì bằng cách là sau khi xăm xong rồi thì các bạn có thể xăm màu da để nó đồng đều màu hơn. Ví dụ những cái vùng da mà bị sẹo lồi lên hoặc là bị thâm thì các bạn hoàn toàn có thể xăm màu da vào được. Bên mình có đầy đủ các cái công thức để làm cho các bạn có được cái độ chỉnh xóa tốt nhất có thể. Mình xin phép chỉ kéo dài như vậy thôi. Mọi chi tiết các bạn hỏi vấn đề gì chưa hiểu thì các bạn có thể là liên hệ cho bên mình. Website là Thẩm Mỹ Rio và riotattoostudio.com. Số điện thoại là 0966 941 999, 0966 461 999, và số điện thoại của tôi là 0932 330 333. Xin chào các bạn, hiện tại bên mình đang hoạt động về xăm mình, phun xăm thẩm mỹ, xóa xăm phun sẹo và các cái dịch vụ về spa thẩm mỹ.